Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Ảo Hiển Tích. Và trong video ngày hôm nay thì sẽ có một mẫu đồng hồ rất là xứng đáng trong cái tầm tiền bỏ ra anh em chỉ cần chi ra đâu đấy từ 3 đến 4 triệu là anh em đã sở hữu cho mình được một chiếc đồng hồ OP. Đó, một cái thương hiệu bình dân đang rất là nổi tiếng, nổi đình nổi đám trong thời gian hiện tại. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chiếc hộp khá là sang trọng ở bên ngoài ha. Đây là chiếc hộp của thương hiệu Olympianus, và đây sẽ có một chiếc OP Sportmaster, một phiên bản rất quen thuộc với anh em, một cái dòng tiểu Rolex. Ở đây sẽ có tình trạng mới của phiên bản này là mới 100% nhé, đầy đủ hộp sổ cho các bác này. Đó rồi, ở đây chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với một cái kiểu dáng Rolex đó rất là quen thuộc. Mã hiệu của em này nó chính là OP8932 AMSK nhé. Đó, và với cái chiếc đồng hồ này thì nếu anh em theo dõi kênh của em thì chắc không xa lạ với cái thương hiệu OP này nữa, tại vì đây là một trong những thương hiệu bình dân mà bên em bán cũng rất là nhiều, rất là chạy trong những năm vừa qua. Ở đây chúng ta sẽ có là một cái thiết kế tựa như Rolex, giống đến tầm 98% cái thiết kế của phiên bản này. Đó, các bác có thể thấy này, cho nên là người ta mới gọi đây là một trong những dòng tiểu Rolex. Và với cái thiết kế này thì nó được nó chiếm trọn cái thiện cảm của anh em rất là nhiều. Đó, anh em chỉ cần bỏ ra từ 3 đến 4 triệu là anh em đã sở hữu cho mình được phiên bản này rồi. Đó, không phải chi quá nhiều tiền để sở hữu một cái thiết kế như này nữa. Rồi, chúng ta sẽ có một cái tầm giá rất là tốt cho cái chiếc đồng hồ này, một phiên bản demi. Đó, giá của phiên bản này nó chính là 3 triệu 950 nghìn đồng cho phiên bản này nhá. Đó, 3 triệu 950 nghìn đồng. Rồi, chúng ta sẽ đi đến với thiết kế của chiếc đồng hồ này. 3 kim một ô lịch, một cái thiết kế mặt dial rất kín nhá. Rồi, một dòng chữ Olympianus này, Sportmaster. Rồi ở dưới là có ghi dòng chữ Sapphire này, Water System phiên bản này và Automatic, cỗ máy cơ tự động hoàn toàn. Và các bác có thể thấy là về cái phần kim giờ, kim phút của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có cái kiểu dáng kim khá là vuông hình sát cạnh ha, nó làm khá đẹp. Và với cái chiếc đồng hồ này thì nó có kiểu dáng như thế này, nó sẽ có hai kiểu dáng, một là kim mũi nhọn, hai là kim bẹt vuông như thế này đấy. Nhưng mà tùy theo từng cái lô sản xuất khác nhau thì hiện tại đang là kim kim bẹt như thế này nhá, còn ngày trước thì nó sẽ có là kim lưỡi kiếm vắt nhọn cơ. Đó rồi, tùy theo những cái thời điểm khác nhau thì nó sẽ cho ra những cái kiểu dáng thiết kế khác nhau. Rồi ở đây thì vẫn giữ cái phần kim gọc của chiếc đồng hồ này, kim gọc giờ đính đá. Đó, kính đá sapphire ở bên trong nhá. Rồi một dòng chữ Japan Moment này. Với chiếc đồng hồ này thì các bác có thể thấy ở đây hướng 12 giờ của chúng ta sẽ có một cái logo OP này, một cái mặt kính sapphire nguyên khối, một cái mặt kính chống trầy chống xước gần như tuyệt đối. Và các bác để ý thì trong cái tầm giá này rất ít những cái chiếc đồng hồ nào mà được trang bị kính sapphire đấy, và chỉ riêng ở OP người ta đã làm, thứ nhất là đây là đồng hồ cơ tự động hoàn toàn, có đầy đủ những hỗ trợ đấy, có tay dừng kim giây và có cả kính sapphire nữa, thì đây là một trong những sự lựa chọn rất tốt đó, và chưa tới 4 triệu. Rồi ở đây sẽ có thêm là cái hiệu ứng giọt nước trên cái phần mặt kính này, tăng cái độ hiển thị về cái ô lịch ngày hơn cho cái chiếc đồng hồ. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là một cái mặt đen. Đó, vật đen piano rất là đẹp ha. Rồi cái phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một cái chất liệu thép chuyên dụng chống nghỉ bằng 16L, và ở đây thì có thêm những cái chi tiết như là viền băm này. Đó, ở trên viền bezel chiếc đồng hồ này được mạ vàng PVD rất là đẹp. Rồi cái phần thân vỏ được phay bóng này, phay xước đan xen nhau nhá. Đó, những cái chi tiết mà rất đáng tiền chỉ cái chiếc đồng hồ này. Tiếp đến ở đây sẽ có là một bộ dây mini, ở một cái bộ dây mà vô cùng thoáng khí, đeo rất ôm tay. Và nếu như mà anh em nào thích một cái kiểu dáng mà nó nhẹ nhàng ôm tay ấy, một cái kiểu dáng nó sang trọng, thì em có thể lựa chọn cho mình cái chiếc đồng hồ này. Tại vì cái bộ dây này các bác có thể thấy này, những chi tiết phay bóng đó và mạ vàng PVD trên cái chiếc đồng hồ này rất chi là đẹp. Đó rồi, một cái khóa giật nhá, đến từ thương hiệu OP. Kích thước size mặt của chiếc đồng hồ này là size 36. Những phiên bản OP Sportmaster này thì có kích thước size mặt là 36 và 40.
sẽ phù hợp với cổ tay của anh em. Ở trên dưới 16, các bạn có thể thấy cổ tay của em đây, cổ tay 16 nhé. Đây trên mình một chiếc đồng hồ size mặt size mặt của chiếc đồng hồ này 36, cổ tay của em là cổ tay 16 đây, trên mình phiên bản này rất là đẹp. Đấy, anh em có thể lựa chọn cho mình rất phù hợp với phiên bản này nhá. Cổ tay anh em từ 15.5 anh em đã đeo được cái chiếc đồng hồ này rồi. Đó rồi, ở đây thì phần đáy của chiếc đồng hồ này có ghi những thông tin như là Onivenus này, đấy rồi máy automatic stainless steel bản Japan Movement có tem chống giả của Bộ Công an. Và với những chiếc đồng hồ này thì sẽ có một cỗ máy NH36, một cái cỗ máy đến từ thương hiệu Seiko. Và mua máy thương mại của Seiko thì chắc chắn thì anh em cứ yên tâm về cỗ máy rồi, không có vấn đề gì cả. Anh em sẽ được bảo hành hãng lên đến 2 năm cơ. Đó, cho nên là anh em cứ thoải mái và sử dụng ha. Đó. Bên em cũng đã sẽ hỗ trợ cho bác là 3 năm còn lại nữa. Cho nên là tổng cộng là 5 năm anh em cứ thoải mái và sử dụng những phiên bản này nhé. Đó rồi, anh em có cần hỗ trợ gì anh em cứ liên hệ trực tiếp em qua số hotline 0969 77282 để sẵn người tư vấn trực tiếp cho bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những chiếc video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.